Chỉ muốn bên em lúc này mặn cho gió mưa bay. Phải qua nhận game thôi mà đừng có chơi như vậy. Nhìn ra mà nó không vui gì hết, nó kỳ qua ta. Gì vậy? Ủa đang chơi game mẹ găng hả? Người Việt Nam mình không có dở. Rồi, tôi nói với mọi người á, là khi mình bích coi là hình, cái điều đầu tiên mình quan tâm là cái gì? Cái điều đầu tiên mình quan tâm khi mình bích cái đồ hình đó là về cái chất gì? Nhớ coi, nó là cái chất tướng, coi con nào đẩy hay là bị đẩy, hiểu không? Nhớ lại dùm một cái đẩy hoặc là bị đẩy, nhớ dùm một cái đó, nhấn mạnh cái nào quan trọng thì mình nhấn mạnh 3 lần. Để làm chi? Để mình xác định dòng rần, để mình xác định coi lane nào mình thua, lane nào mình bị đẩy, như thế này như kia. Đó, top là Kassante bị đẩy nè, mid Ahri bị đẩy, bot bên đây đẩy ngược lại, Tom Rio ăn từ trên xuống dưới. Hoặc Tom Rio có một cách nữa, đó là Tom Rio sẽ ăn 3-7 dưới xong rồi qua đánh lưu, ăn 3-7 dưới xong rồi qua đánh lưu, hoặc là mới đầu chạy qua cúp blue ai quay tông ra công luôn. Để coi Tom Rio sẽ xử lý cái nào, rồi mình sẽ giải thích tại sao. Đó, mấy ông thấy gì chưa? Mấy ông thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Mình nhìn vô cái chức tướng, mình biết là tụi nó đánh 3-3 có lại hay không. Mình nhìn vô chức tướng, mình nhìn coi là 3-3 nó có đánh lại hay không, 4-4 nó có đánh lại hay không, thì mình mới biết là cái early mình lên invade hay mình ăn bên mình rồi mình đánh qua nó kết hợp với cái điều kiện thắng. Trước khi trận đấu diễn ra có 4 yếu tố để mình xác định dòng rừng. Thứ nhất là điều kiện thắng, đúng. Thứ hai là chất tướng, chất tướng là đẩy hoặc bị đẩy. Cái thứ ba là mình rừng mình với rừng nó thằng nào mạnh hơn. Cái thứ tư là đánh 2-2 đánh 3-3 như thế nào. 4 yếu tố xác định dòng rừng đầu tiên của thằng rừng. Chứ không phải là hôm nay mình thích ăn lu, ngày mai mình ăn red, ngày mốt mình ăn chim, ngày kia mình ăn đá, ngày mốt mình bú khí đá này nọ, không có. Cụ thể rõ ràng, cái chuyện player làm như thế nào đó là kỹ năng. Còn cái chuyện xác định dòng rừng, nó là phải xác định 4 yếu tố. Mình xác định 4 yếu tố như vậy mình không có bị out. Tom Rio setup. Tom Rio setup quầy lính dở quá, setup. Tom Rio đánh không nhìn quay chắc luôn. Bảo đảm với anh em luôn, chắc chắn là đánh không nhìn quay. Cái pha phối hợp này của bên phía cặp boss Viking với lại rừng á, nó phèo điên luôn. Nó phèo điên luôn á. Mà tại sao lại như rứa nhờ? Cái chuyện mà bây giờ mình ăn 2-7 mình qua mình cướp cấp, hoặc là mình ăn 2-7 ăn cướp 3-7 này nọ xong rồi mình ăn đá, là mình sẽ bị tụi nó, vô đánh mình, là cái chuyện này xảy ra hoài à. Tại sao không ăn 3-7 dưới rồi chạy luôn? Ăn 3-7 dưới 2-4-5. Đó, cái pha này cực kỳ fail, đáng lẽ là ăn phải 3-7, ăn 3-7 dưới là hả, khi mà ăn đá là phút nhiều, tới phút nhiều. Ăn red chim đá, trả bài. Red chim đá là phút nhiều. Mấy cái này là mấy cái kiến thức hết. 2-4-5 mình set up á. Mình mà set up đúng á là mình sẽ chạy qua đúng cái nhịp luôn. 2-40-2-45 mình set up đúng là mình chạy qua cái nhịp mình đai này nọ luôn, mình không có bị gì hết á. Mình đai 2 luôn á chứ. Nói chung là hả, cuối cùng là vẫn giết được, nhưng mà không giết được AD nó không có ngon. Thôi anh em ơi, coi lại đau lòng quá. Shogun trận này đánh dở quá. Bên Gam đánh hay, bây giờ mình lại khen Gam nữa thì NT lại chửi. Thôi bây giờ mình vô tiết học, cái khóa học đi. Đó, nhìn đánh là biết đúng răng rồi. Đánh mà biết đẩy là đúng răng nè. Hai. Hai này. Hai luôn. Trầy khéo.
chơi khéo được. Ok. Điên. Có thật sự là thằng kia nó biết chơi game không vậy? Cái răng gì mình sao giờ này lạ lùng quá vậy? Rồi xong cái boss GG rồi. Chưa gì á là tuyển gấp mấy ông vội vàng quá. Anh em ơi, nhiều khi xem màn hình nó lắc á, anh em cũng phải thông cảm chút xíu. Cái hành trình tìm kiếm tài năng của tụi mình nó cũng vất vả lắm. Đôi khi mạng nó sẽ lắc, đôi khi mạng nó sẽ giật này nọ. Nhưng mà hy vọng á, là anh em sẽ đồng hành đến cuối để xem coi là một trong những cái thằng ở kênh stream chúng ta nó có thể đi được với team nào hay không, có thể thi đấu với VCS hay không. Mấy ông cứ coi tụi nó như con của mấy ông đi, coi hành trình phát triển của con em chúng ta. Đó, mình đặt cái tâm, mình đặt cái tầm, mình đặt cái tình yêu thương bao la bát ngát bờ biển rộng của mình vô. Tới cái ngày mà anh trưởng thành này nọ cái thứ, mình hãy hả tập làm cha làm mẹ sớm đi. Khéo nè. Chết Nami. Nãy mất một dẹp bắn nha. Rồi pha này non nha. Pha này chết chắc rồi lát. Là non. Trận này nó cũng chưa gọi là thể hiện gì nhiều lắm ha. Yeah, thì cảm ơn nha. Rumble mua ạc à. Thằng bé này đủ điểm chỉ tiêu vô vòng sau rồi. Anh em nghĩ thằng bé này đủ điểm chỉ tiêu vô vòng sau không? Trận này hơi lệch thật. Đáng lẽ là không có đủ chỉ tiêu vô vòng sau đâu, nhưng mà nhờ cái pha nãy bắn một cây xa nên là mới đủ chỉ tiêu vô đó. Bắn hai luôn rồi. Dứt khoát. Không động tác thừa, được. Đủ chỉ tiêu rồi mấy ông ơi. Ok, khoan cho điểm. Vậy cho thang điểm đi rồi. Xíu anh Thanh cho thang bua điểm rồi mọi người
đánh giá nha. Cứ thấy trận này nó bị sao sao á anh em đúng không? Sẽ kêu nó làm thêm game nữa anh em ơi. Thằng phá 2 để 2, thằng phá 2 game mới được. Tôi đồng ý với quan điểm là phải kêu làm game nữa mới đánh giá được sơ bộ á. Trời ơi, ông còn chỉ tôi cái cách là ngài nên hả một lượt 5 thằng đủ 5 roll mà đánh. Ông là hả ông còn chỉ tôi nữa. Dòng 1 là đánh đơn đôi để được xếp vô, dòng 2 là đánh team 5 năm. Vô đánh team 5 năm là không phải là team nào thắng được vô đâu, thắng thua vô đánh team 5 năm nó không có quan trọng đâu. Coi cái hành trình, quá trình bắt buộc phải có game sau. Game này là thấy xong rồi đó. Game này là thấy là đâu có gì mà ố là la cha. Đừng mặc định là mấy đứa đó như này như kia đều đun số. Có mấy đứa nó nghèo, nó khổ, nó còn không có tiền chơi net nữa. Hay nè, trời ơi má bắn hai cái kia chết, tụi này nó nhớt gì vậy trời. Mà không phải là con Lucian, con khác. Mấy này end game không được à. Vãi cái chỗ. Đồ con đi rê múa ghê vậy ta. Con đi rê này nghe. Con đi rê này cái pha đó được thế nhờ. Trận này coi không hấp dẫn luôn anh em. Má nhìn nhìn hai thằng kia nó đần, nó đi lên nó đần rồi. Chỉ muốn bên em lúc này mặn cho gió mưa bay. Phải qua nhanh game thôi mà đừng có chơi như vậy. Nhìn sao mà nó không vui gì hết, nó kỳ qua ta. Gì vậy? Ủa đang chơi game mẹ găng hả?